Tiên xin chào mọi người đang xem kênh Về Quên TV nha. Hôm nay Tiên dẫn mấy đứa nhỏ, hai đứa con của Tiên và con gái giữa của chị Mì Chin đi leo núi nha mọi người. Bây giờ á thì leo được giữa chừng rồi, mới khởi động thôi, mệt quá. Ba, bốn, mẹ con, mợ cháu ngồi đây ăn kim bạp với ăn trái cây uống nước mọi người ơi. Yeah, hai Tiên, hai Tiên. Hana, tuần xét. Yeah. Trên kia có mấy người ta đi leo núi sớm mà người ta đang đi xuống đó mọi người. Còn ba bốn mẹ con mợ cháu mình mới lên. Nước. Đây là đường lên đỉnh núi nè mọi người. Ở trên này có rất là nhiều người, người ta leo núi, người ta đi xuống nãy giờ nhiều lắm. Người ta đi từ sáng sớm rồi. Mọi người thấy mấy cây thông không? Đây là cây thông á. Cây thông mà nó thẳng tắp luôn á, nó thẳng như là mũi lao vậy đó. Cây nào không vậy chăng á, tự nhiên luôn chứ không cần uống nha. Giống như mấy bộ phim bên Mỹ gì đó, trong rừng bên Mỹ á. Còn đây là chỗ ba bốn mẹ con, mợ cháu của Tiên đang ngồi nghỉ mệt với ăn. Nãy giờ đi mới chưa được nửa đường, nó mới khởi động thôi mà đuối. Không biết mấy đứa này nó có lên đỉnh được không nữa. Ở hai bên đường người ta trồng rất là nhiều hoa luôn, hoa cúc các kiểu đồ. Nè, này là hình như hoa cúc trắng á mọi người, hay là hoa cúc hồng ta? Một hai bên đường có xen những cái bụi màu vàng nữa. Và ở dưới này là màu tím mộng mơ. Rồi, bây giờ mình sẽ chụp một tấm hình kỷ niệm ở ngay chỗ cái khúc ngoặt ngoặt đẹp đẹp này nên thơ nè. Thật ra là có anh Ba Đông nữa nè, ông ngồi cú sụn như ma ủ đóng gom nè. Ở bên đây có hai con đường dành cho những người thích mạo hiểm leo núi. Đây, đường leo núi nha, đường bằng đất. Và bên đây cũng là đường leo núi nữa. Còn ai mà muốn đi đường bằng phẳng á thì đi đường này. Giờ ăn xong rồi cả nhà dọn dẹp, tiếp tục lên đỉnh nha. Hai bên đường lá đang bắt đầu chuyển vàng rồi mọi người. Lá đỏ, lá xanh, lá vàng, rất là đẹp luôn. Vì là mùa thu nên là Tiên cố tình dẫn mấy đứa nhỏ ngày cuối tuần lên đây nè, cho nó thư giãn thoải mái ngắm cảnh mùa thu rồi. Hai bên đường có nhiều cái cây bông gì mà nó màu tím tím mọi người. Giống như đuôi gà vậy đó, rất là đẹp luôn. Hôm nay trời không lạnh lắm cho nên là không ai mặc áo phác hết, nhiệt độ 22 độ. Hà vô nó bắt ba nó cõng lên tới đỉnh núi chắc ba nó sụi luôn quá. Giờ Hà vô nó mới chịu đi một mình nè, nó sung rồi đó. Vừa đi vừa hát vừa nhảy như thỏ vậy đó. Rồi đi dài dài đường nó lụm mấy cây quả sồi chứ gì trời, giống như cái bang vậy. Đây nè, nó lụm nãy giờ nè, thành quả của nó nè. Thằng này nữa. Bây giờ anh Ba Đông đi hái cái bông gì mà trắng trắng á, à, hình như là bông lao, bông sảy á mọi người. Lại tiếp tục lấy. Rồi hai đứa này nó giành lộn với nhau. Ồ, tới chỗ này giống như là chỗ dừng chân giữa đường hay sao mọi người. Chứ chưa tới đỉnh nha. Hey,
Ta sẽ gặp thầy giáo taekwondo của thầy Hồ với lại mấy đứa con chị Mì Chin. Bữa nay thầy dẫn mấy đứa nhỏ đi lên núi chơi nữa nè. Ở đây người ta có để cho mình mấy cái giòi, nhưng không biết là để uống nước. À đúng rồi mọi người, thấy có cái gáo đó nè, để cho mình uống nước đó mọi người. Chắc nước này lọc sạch rồi đó. Để có gáo giống mà cái giá múc nước súp lẩu phở bên Việt Nam mình ha. Hoa cúc trắng nè, hoa bồ công anh nè. Giờ cái chú hướng dẫn viên này đứng đây giới thiệu cho mấy đứa nhỏ những cái loại hạt, cây, trái, con vật, những loại lá ở trên cái núi này. Đi lên đây là mới đỉnh núi một cây nè mọi người. Cái đường bằng đất này nè. Đi một cây nữa lên tới đỉnh. Thầy Hô nó uống nước đó nha mọi người. Master, nó cũng hơi lạ lắm tại vì ở nhà uống nước máy lọc qua không mà. Cậu này hứng từ giò trực tiếp. Nhỏ này thì không uống. Nó nói không khác. Hồi đi lên về nó cũng khác à. Trước sau vậy nó cũng phải uống thôi. Uống nước này nước thánh thì đã bụng nha. Ok, lên đỉnh nào. Ôi, đây có hàng cây đẹp quá mọi người ơi. Càng đi sâu vô cảnh càng đẹp nha mọi người. Ở bên đây người ta trồng hai cái hàng thông á, thẳng tắp luôn. Hai bên đường đẹp quá. Hà Jun cũng chịu lội lắm nha. Hà Jun nó đang kiếm đường, nó bò lên cái dốc này. Không cần sự trợ giúp của mẹ. Ôi, dữ. Kệ nó, để cho nó bò. Cuối cùng cũng lên. Một, hai, một, hai. Hà Jun vừa đi, nó vừa điểm 1, 2, 1, 2. Cây này giỏi giống cây tràm bên Việt Nam mình nè. Bạch đằng cây tràm nữa. Thật lột cái vỏ cây được nè. Tới được chỗ này rồi mọi người. Chắc cũng gần tới đỉnh rồi đó. Trời ơi nó xỉu luôn. Bây giờ là không ai chơi lại theo hết trơn á. Nó dẫn đầu luôn. Sức mạnh năng lượng nó tràn trề luôn trời. Ở đây có nhiều cái tảng đá to quá à. Người ta cũng dựng lên rất là nhiều luôn nè mọi người. Dựng đá lên á. Truyền thống của Hàn Quốc. Wow, giống trong phim Tây Du Ký quá. Yêu quái xuất hiện không ta. Ngô khung. Ngô khung. Sư phụ. Sư phụ. Tăng 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 tăng. Tới giờ xàm. Ô. Ôi, Huy mê theo à, nguy hiểm lắm còn. Khi nó nằm nó sợ. Chưa chảy máu đâu. Ồ, mà khi nó nằm nó sợ. Nó nói mẹ ơi, chưa chảy máu. Thấy anh nữa cơ.
Giờ mấy đứa nhỏ đi chống gậy hết rồi mọi người. Đứa cây cậy hết rồi. Ôi gần đây có một cái vách đá. Ở trên vách đá có một cái cây. Tuyệt vời luôn. Trên giữa có một cái lỗ để mình có thể đi ngang. Wow. Perfect. Này là không biết từ thiên nhiên hay là sợ là người ta ấy. Thế là chút xíu mê. Trời ơi, cuối cùng cũng lên được tới đỉnh thiệt rồi mọi người ơi. Tiên thở không muốn ra hơi nữa. Rất là đuối luôn. Mình quá trời mừng, cuối cùng mình cũng đã dẫn được ba đứa nhỏ lên tới đỉnh này. Mấy người leo lên đây người ta ngạc nhiên quá trời luôn. Tới đỉnh này. Wow. Từ đâu có thể nhìn được thấy toàn cảnh biển luôn. Quá tuyệt vời. Ánh mặt trời chói chang luôn mọi người, đẹp ha. Bây giờ cả nhà của Tiên sẽ đi về. Quá là đã bụng rồi. Bây giờ mình sẽ đi xuống núi. Mà xuống núi mới là một vấn đề quan trọng nè. Bằng quãng đường đi lên lúc nãy mới ghê nè. Không biết có xuống được tới núi không nữa. Sau đó thì mình sẽ đi ăn thịt nướng nha. Chúc bay. Let's go. Hà vô nó làm như bà cụ vậy đó. Nó chống gậy nó đi xuống từ từ vậy đó. Té cũng ngồi dậy tự đi. Bây giờ cũng tới được cái chỗ lúc nãy uống nước rồi mọi người. Bây giờ mà hồi nãy mấy đứa nhỏ nó không uống, bây giờ nó uống như là trâu uống đìa vậy đó. Hà vô nó cũng uống luôn mà nó trên lưng không à. Nó lội bao nhiêu đâu. Bây giờ cái hai cái giò thì nó rung như là máy xúc lúa vậy đó mọi người, tin không? Nó rung tự động á. Auto rung luôn á. Auto rần 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 rần. Mấy đứa ê. Mấy đứa nhỏ nó uống nước à. Hỏi trời nó uống trâu uống nước đìa vậy. Tiên cũng phải uống mới được. Khác quá trời luôn. Tổng cộng cả đi lẫn về là 6 tiếng nha mọi người. 6 tiếng đồng hồ. Lúc đi lúc là 11 giờ mà bây giờ là 5 giờ chiều rồi. Lúc đi là trời còn sáng bừng mà bây giờ chuyển màu đen luôn mọi người thấy không? Cuối cùng cũng về được tới quận Cồ Sơn. Bây giờ cả nhà của mình đi ăn thịt bò. Bồi bổ lại nha mọi người. Quá trời đuối rồi. Như trái chuối luôn á. Ba miếng thịt bò này là 400g. Cái loại thịt này á, là đại diện nó cái phần thịt ngon á mọi người, ngon nhất trong con bò cho nên nó đắt. 100g của nó là tới 600.000 rồi. Việt Nam đồng. Đó. Ăn nhiều nhiều nha các con. Giờ anh Ba Đông sẽ cắt thịt nha. Ở đây người ta có cái ống này nè mọi người để nó hút khói lên á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa? Giờ anh Ba Đông đang nướng thịt nướng nè. Anh Ba Đông giờ ông ăn thịt bò sống trộn cơm nha mọi người, gọi là cơm trộn thịt bò sống giúp he thì tim bạc, cơm trộn thịt sống thì ông đổ cơm vô. Bữa nay ông vất vả leo núi với tim cho người ông ăn lắm, uống bia nữa. Giờ vợ biết lái xe rồi, uống bia thoải mái. Tiền lái về ông đâu cần lái đâu. Mì trộn nữa nè. Hôm nay ông ăn thịt nướng, thịt sống trộn cơm. Mì trộn. Wow. Mình ăn Ba Đông á. Mấy đứa nhỏ nó ăn xong đi ra ngoài hết rồi. Ông ăn như là nhậm nhịn đói vậy lắm, ăn là hai món luôn, kinh khủng. Wow. Ông bà, thế mà đi cô phai á, không đói. Ôi, thấy là thấy nó tùng lên chạy, à chim bật đi bắt tùng lên vậy. Ông nói không nghĩ là leo núi nhiều lâu như vậy, không ăn cơm sáng, không ăn cơm trưa luôn, tới tối mới được ăn. Nhìn ba mẹ ăn cho thầy hơn, thầy vui. Ăn hết trơn luôn mọi người. Vậy mà cũng hết trơn luôn, kinh thiệt. Ở đây còn miếng nè. Ai cũng sắp hết rồi. Ăn mà tới gùi bu luôn. Bên đây cũng có quán thịt nướng luôn. Tầng 1 là tôm nướng, tầng 2 là thịt nướng. Mấy đứa nhỏ nó ăn xong nó ra ngoài sân nó giỡn nè. Ở đây có cái hệ thống sân vườn. Đó. Chơi dù chơi ô, bàn ghế cho mình ngồi uống cà phê luôn. Bây giờ nước biển đang cạn. Biệt thứ nào nè ạ? Nè, có ông chú bên đây không hỏi mình người nước nào. Bãi biển đang cạn trơ ra, đất cát không à. Bên kia là cây cầu á. Đèn mọi người thấy không? Bên đó đó. Giống như cho mình ăn xong mình ra đó mình tập thể dục vậy đó. Hôm nay Tiên quay tới đây thôi. Cảm ơn mọi người đã xem video của Tiên nha. Một ngày rất là vui vẻ và thú vị. Đăng ký nhấn chuông, like và comment ủng hộ cho kênh Dầu Anh TV và trang Facebook Phạm Thị Kiều Tiên. Tạm biệt mọi người. Theo bye bye. Bye bye. Goodbye. Bye bye. Anh nha. Thôi bye bye. Hello. Bye bye. Yeah.